chính chủ. Sao bây giờ vẫn còn những cái thành phần và nhau cái cũng em à? Thế thì em hỏi anh ba được bao nhiêu thằng? Anh ba được bao nhiêu thằng anh nói luôn cho em biết, anh ba được bao nhiêu thằng? Anh có tiền chạy án chưa? Có tiền chạy án chưa? Đủ ý chí ngồi tù chưa? Nghe va nhau cái nghe có vẻ khét đấy. Nhưng mà xin lỗi anh, tổ sư nhà anh chứ anh chỉ giang hồ gọi là trên mạng thôi, chứ anh giang hồ thực tế thì chắc là thôi đấy, cái hàng tiền đạo của anh không còn đâu. Chú có tuyển con rể không? À, gái rượu của chú năm nay là lớn rồi, đang học đại học rồi, mấy năm nữa là ra trường rồi, cũng cần phải có người gọi là che chở. Chú luôn mở rộng vòng tay. Còn đâu là gì, các con đến được với nhau hay không, đấy là cái duyên nhá. Phú Chọc thôi, đừng gọi Phú Chọc, gọi Phú Lê đi cho nó tình cảm. Nghe Phú Chọc là khét nặng quá anh em ơi. Mua về đánh không trắng thì chết. Nếu bạn đã không tin tưởng Phú Lê thì bạn đừng có mua. Tóm lại là như thế, tôi không gạ gẫm bạn mua, tôi cũng không dụ dỗ bạn bạn mua. Tôi có sản phẩm tốt thì tôi giới thiệu quảng cáo, ai cần sử dụng, ai cần dùng thì mua, ai cảm thấy là mình thiếu, mình tin tưởng thì mình dùng. Tôi bán vì đam mê thôi. Gọi Phú Khay mới đúng. À được, ô Trịnh Đình Long. Em chào anh Trịnh Đình Long nhá. Khi anh đã nhắc cái tên Phú Khay có nghĩa anh là cái người phải là người thân, người cận, phải là cái người biết gốc gốc rễ của Phú, có nghĩa là người cùng thành phố rồi. Em chào anh. Vào xem livestream của em là em quý rồi. Chúc anh sức khỏe nhá. Mặc dù là em chưa nhận ra anh là ai, nhưng khi anh đã nhắc tên phụ huynh của em có nghĩa là anh phải là người gần gũi. Chú mang bằng giả. Ừ đúng rồi, chú đeo mỹ ký hoặc phong bạc con ạ. Đeo mỹ ký phong bạc ở trên chợ rời. Cái này con mua ở trên chợ rời nó tầm khoảng chắc là khoảng 30. Đến chợ rời Đồng Xuân nhé con nhá. Chú phong bạc thôi. Gấu bảo bác Phú đi. À anh chào Giang Dâu nhá. Tao giao chị ở nhà cho bọn mày nhá. Tao đi công việc. Con rể mà nghèo chú có nhận không? Con ơi, chú thất vợ xuất thân từ gia đình nhà nghèo, cho nên là với chú Phú Lê không bao giờ khinh người nghèo. Con nhớ câu như thế, vì bản thân chú sĩ xuất thân chú là người nghèo, chính vì thế chú mới chuyên đi giúp đỡ người nghèo đấy. Chú Phú lấy vợ mới không? Con ơi, cô Kiều rất tốt luôn, con bảo chú lấy vợ mới là đâm ra là chú chửi mặt mày đấy. Ví dụ như cô không ra gì ra thì chú lấy vợ mới ngay. Với chú lấy vợ mới trong vòng lốt nhạc, chú chỉ thì con có thể hỏi chú là như này: chú ơi, chú thích lấy bao nhiêu vợ cơ? Đấy mới đúng. Nhưng mà cô tử thế con ạ, mình sống phải chuẩn. Anh à, cho vay nặng lãi không? Không. Tất cả những cái thằng cho vay nặng lãi đang trên đà đi đủ hết nhá. Và lừa đảo nhé, trên mạng là những đứa cho vay nặng lãi trên app, trên mạng là anh em nhà mình nhớ, những người đã vào xem livestream của Phú Lê nói không sai đâu. Đừng có vay nặng lãi, toàn bọn lừa đảo đấy. Vàng giả hay thật bạn Vinh Huỳnh, mỹ ký, anh đeo gọi là hình ảnh thôi. Nghệ sĩ mà, nghệ sĩ đeo gọi là hình ảnh đâu, còn toàn đồ giả đấy. Anh Phú Lê ơi, hát cho em xin bài Thuốc Yêu nha. Anh Phú Lê ở đây không có cái gì để mà hát, đây là trong nhà nghỉ anh em ơi. Chú hôm nay đeo kính đẹp thế, cảm ơn con. Chú gặp Hải Bánh bao giờ chưa? Chú chưa. Chú với anh Hải Bánh thì chưa có duyên gặp với nhau. Chú với anh Hải Bánh chưa có duyên gặp với nhau. Nhưng anh Hải Bánh là một người anh, là một người đi trước. Khi anh ấy về anh tu trí, anh ấy làm ăn. Khi anh về anh tu trí, anh làm ăn, anh lên trên mạng, anh làm ăn. Đấy là một cái điều mà rất là ok. Không đao to búa lớn, chú càng tôn trọng, chú càng lễ. Chú càng lễ, không đao to búa lớn, chăm chỉ làm ăn. Đấy, thì chú càng phục, càng lễ. Chứ còn lên đao to búa lớn trên mạng với dương hoa dương biển thì chú lại không tôn trọng. Đấy, chú nói thẳng luôn.
Nói chung chú Phú có bộ nhá trắng đẹp. Tai chú dạo này to quá, cảm ơn con. Đấy là chú nói thẳng luôn, chú rất là ấy. Chú thì bình thường ra là không bao giờ chú nhắc đến tên người khác. Không bao giờ nhắc đến tên người khác, nhất là thì lại không liên quan đến mình. Chú cố gắng làm như vẫn thất bại. Em cố gắng làm, không sao em ơi. Có thất bại, có trải qua trải nghiệm thì em mới đúc kết được kinh nghiệm là cái gì cần làm và cái gì không cần làm.